Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chú gấu với bộ trang phục công an xinh xắn như thế này Mẫu này thì mình sẽ làm size móc khóa Các bạn cũng có thể tăng size để mình làm thú bông cũng được ha Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu 125 gram và kim 2,5mm để móc Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên tạo một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, mình nắm sợi len ngắn guốt lại cho vòng tròn nhỏ lại. Sau đó ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Đây, đây là chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đây một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Guốc lại cho cái mũi giờ của mình nhỏ lại nè, móc lên một mũi móc xích. Sau đó nắm cái sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn. Nó sẽ tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc vòng đầu ha. Móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó làm tương tự cho năm chân móc còn lại. Mỗi chân cứ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ ba móc hai mũi móc đơn. Chân thứ tư móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc được đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn, tạo ra 12 chân cho vòng móc kế tiếp. Tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Rút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nè. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục ở vòng móc thứ 3, Móc móc thứ ba thì sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Cụm móc thứ hai nè. Một móc đơn. Sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục cầm móc thứ ba. Một móc đơn. Hai móc đơn vào cùng một chân móc. Ta được cụm thứ ba. Cầm móc thứ sáu nó sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Sau khi đã kết thúc vòng móc này thì mình sẽ có được tổng cộng là 6 cụm như thế này, tăng được 6 mũi, mình có được tổng cộng là 18 mũi móc đơn ha. Tiếp tục kết thúc vòng sau đó guốc lại cho cái mũi giờ nhỏ lại nè móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến vòng móc thứ tư thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc ở bên trên nó vòng móc bên trên của mình nè công thức vòng móc bên trên sẽ là một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì vòng móc kế tiếp mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi ở đây có một mũi thì vòng kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn mỗi chân ha móc cho mình vào hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi nè sau khi đã có được hai mũi móc đơn vào mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng những bạn nào mà muốn tăng sai thì cứ làm tương tự như cái hàng này ha mình cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ để cho cái vòng tròn của mình nó có cái độ rộng ra Thì sau khi đã hoàn tất đến cái vòng móc thứ tư rồi nè, cái vòng tròn của mình lúc này nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi. Mình làm sai móc khóa nên mình sẽ dừng lại ở vị trí này ha. Các cái hàng móc kế tiếp thì mình không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đều tức là sẽ không có cái chân móc nào có hai mũi móc đơn cùng chân ha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mình tăng mũi bên trên hàng móc tăng mũi bên trên có bao nhiêu hàng thì hàng móc móc đều không tăng mũi mình sẽ móc ít hơn so với cái phần tăng khoảng tầm 1 cho đến hai hàng móc ha thì mình sẽ móc lên là ba hàng móc đều sau khi móc cho mình được ba hàng móc đều không tăng mũi nè ít hơn so với cái phần tăng mũi một hàng móc thì cái phần đầu của mình nó sẽ có cái độ cúp lại như thế này bây giờ mình sẽ móc cái phần bầu ở phía dưới cho phần má của gấu nó to hơn ha thì để móc cái phần bầu để ý cái hàng móc mình tăng mũi cuối cùng ở bên trên Hàng móc tăng mũi cuối cùng của mình là hai mũi móc đơn mũi chân Sau đó là hai mũi cùng chân móc Đây cái cụm móc của mình là như thế này ha Thì bây giờ mình tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên Ở trên mình có hai mũi thì bây giờ các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn mũi chân ha Mũi móc đơn đầu tiên nè Móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba khi có được 3 mũi móc đơn mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng rồi tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi nữa. Hàng này là 3 mũi thì bây giờ mình sẽ móc 4 mũi mỗi chân ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, ba mũi móc đơn thứ tư. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng Đây ở cái hàng móc này nè số mũi móc đơn lẻ mỗi chân nó là số chẵn ở đây mình là bốn mũi móc nè bốn mũi này là số chẵn các bạn có thể đảo công thức để cho cái phần đầu của mình nó được tròn đều hơn ha thì đảo công thức nè ở những cái hàng móc mà có cái số mũi móc đơn em mỗi chân là số chẵn ở đây của mình bốn mũi là số chẵn nè thì sẽ chia đôi cho mình mình sẽ đưa hai mũi cung chân móc vào chính giữa thì các bạn có thể đảo công thức như sau mình sẽ móc hai mũi móc đơn mỗi chân trước sau đó chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc và tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha đảo công thức nè cộng lại mình cũng có tổng cộng là bốn mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân thì lúc này các cái mũi móc đơn mà mình móc hai mũi cùng chân móc nó sẽ nằm xéo với nhau chứ không nằm chồng lên nhau ha nó giúp cho cái phần thân của mình được tròn đều hơn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì khi mình đã móc đến cuối vòng rồi nè cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng ra ha đã cái độ phòng cho phần má của gấu rồi nè những bạn nào mà muốn nó phòng hơn nữa các bạn có thể móc thêm cho mình một hàng móc tăng nữa Thì hàng móc tăng tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi Ở đây mình có 4 mũi thì hàng kế tiếp sẽ là 5 mũi móc đơn mỗi chân ha Các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc đơn mỗi chân Mũi đầu tiên nè Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai Mũi thứ ba Mũi thứ tư Và mũi thứ năm được 5 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc mình sẽ có được cụm móc như thế này. Tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng ta có được 3 hàng móc cho cái phần má nó có độ phòng ra bằng với kích thước của các hàng mà mình không tăng mũi ở bên trên. Thì bây giờ mà các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng đều và không tăng mũi. Hàng đều không tăng mũi tức là mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng ha. móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng ta được một hàng mũi móc đều nè tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích mình sẽ tạo ra được cái form của đầu gấu như thế này đây nhỏ ở bên trên và phòng ra ở bên dưới ha thì khi đã được kích thước này rồi bây giờ mình sẽ bo nhỏ lại cho cái phần đầu của mình nó nhỏ lại nè thì để bo lại các bạn để ý cái hàng tăng mũi cuối cùng ở bên trên. Hàng tăng mũi cuối cùng của mình có 5 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn mỗi chân đó xuống phía dưới. Ở đây mình có 5 mũi thì bây giờ các bạn móc cho mình 5 mũi móc đơn mỗi chân ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ năm. Được 5 mũi mỗi chân rồi nè thay vì cái hàng tăng mũi mình móc chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc còn cái hàng này hàng giả mũi nên các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp lại thành một mũi ha thì cách chụm như sau ta đâm kim vào chân kế bên sau đó kéo sợi len qua chân móc giữ nguyên vị trí này đâm kim vào chân kế tiếp kéo sợi len qua chân móc trên kim lúc này được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim ta được một mũi chụm ha mình sẽ có được cụm móc như thế này năm mũi mỗi chân và hai chân chụm mũi móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng 5 mũi móc đơn mỗi chân nè mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư và mũi thứ năm được 5 mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chụm lại thành một mũi ha lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim và móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này ha ta giảm đi được 6 mũi móc tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một mũi móc xích mỗi lần kết thúc vòng thì nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha đây thì cái vòng tròn của mình nó đã có cái độ bo nhỏ lại rồi nè các cái hàng móc kế tiếp thì thay vì ở bên trên mình tăng mũi, tăng tận tiến số mũi móc đơn lẻ Thì lúc này mình giảm mũi, các bạn sẽ giảm cho mình đi cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống một mũi ha Ở đây mình có 5 mũi thì bây giờ các bạn móc cho mình 4 mũi móc đơn mỗi chân Giảm đi một mũi nè, mũi đầu tiên, mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư Được 4 mũi mỗi chân thì hai chân kế tiếp chụm lại thành một mũi ha Cách chụm tương tự như các mũi chụm bên trên, lần lượt đâm kim vào hai chân móc nè chân đầu tiên và chân thứ hai sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim ta sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các hàng móc kế tiếp thì cứ giảm lần lượt số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi cho từng hàng móc mình sẽ móc cho đến khi mình đạt được cái vòng móc một mũi móc đơn xen hai chân chụm mũi ha ở đây mình cũng có một lưu ý đối với những cái hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn nè thì tương tự giống như cái cách mà mình đảo công thức ở phần tăng mũi thì phần giảm mũi cũng vậy cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân mà là số chẵn ví dụ như hàng này là 4 mũi mỗi chân thì các bạn có thể đảo công thức cho mình ha 4 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi thì bây giờ mình sẽ móc hai mũi mỗi chân trước mũi đầu tiên nè và mũi thứ hai sau đó sẽ là hai chân chụm mũi ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua hết ba đường trên kim và tiếp tục sẽ là hai chân mỗi chân là một mũi móc đơn ta sẽ có được cụm móc như thế này ha tiếp tục đảo công thức cho mình cho đến cuối vòng sau đó cứ xen kẽ một hàng móc bình thường và một hàng móc đảo công thức cho đến khi mình đạt được cái vòng cuối cùng là một móc đơn xen hai chân chụm mũi nha sau khi hoàn tất đến cái hàng móc đó rồi các bạn nhồi cho mình phần gòn vào bên trong cho cái phần đầu của gấu nó được cứng cáp hơn sau đó mình sẽ móc cái hàng móc cuối cùng. Hàng móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi chụm chân liên tiếp nha. Mũi chụm đầu tiên nè. Thì các cái mũi chụm cũng làm tương tự như các hàng bên trên thôi. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba đường trên kim. Ta được mũi chụm đầu tiên. Tiếp tục mũi chụm thứ hai nè. Kéo qua ba đường trên kim. Ta có mũi chụm thứ hai ha. Khi móc đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 6 cái mũi chậm chân liên tiếp. Kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu bít cái lỗ lại ha. Sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Ở cái vòng mà mình đang móc này, mình có 6 cái mũi chậm chân. Thì sáu cái mũi đó các bạn sẽ lần lượt đâm kim vào sáu đường móc bên ngoài của sáu chân. Từ ngoài vào trong của sáu đường móc bên ngoài ha. Chân thứ hai nè. Tiếp tục chân thứ ba. Chân thứ tư. Chân thứ năm. Và chân thứ sáu. Sau đó guốt thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Và giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu của gấu nè Cắt đoạn len thừa đi ha Ta sẽ có được phần đầu như thế này Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới Đầu tiên tạo một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Thì cái phần chân ở dưới mình sẽ móc tổng cộng là 10 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên này ha Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ 2 Móc đơn thứ 3 Móc đơn thứ 4 Móc đơn thứ 5 Móc đơn thứ 6 Móc đơn thứ 7 Mũi móc đơn thứ 8 Móc đơn thứ 9 Và mũi móc đơn thứ 10 Sau khi có được 10 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi Tiếp tục kết thúc vòng Tâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên Móc một mũi dời nhớ gút lại cho mũi giờ của mình nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích phần chân của mình nó sẽ có độ rộng là 10 mũi móc đơn ha tiếp tục hàng kế tiếp móc cho mình 10 chân đó mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó móc thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa ha phần chân của mình nó sẽ có độ cao là ba hàng móc sau khi đã hoàn tất được phần chân mình sẽ có ba cái vòng móc như thế này. Mỗi vòng móc sẽ có 10 mũi móc đơn, ta sẽ tạo ra được độ cao cho phần chân rồi. Thì kết thúc các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn len này đi. Mình sẽ móc hai chân tương tự như vậy. Sau đó mình sẽ nối lại và móc cái phần thân ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, mình sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên nè. Đây là chân đầu tiên ha, nó sẽ có cái chân của cái mũi dời mà mình kết thúc mình guốc lại á thì đây cũng tính là một chân móc ha các bạn có thể đâm kim vào chân đó hoặc là chân phía sau cũng được sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích mũi thứ nhất và mũi thứ hai sau đó ta sẽ di chuyển kim đến cái chân thứ hai thì chân này các bạn cũng có thể đâm kim cho mình vào cái chân của mũi giờ kết thúc đó hoặc cũng có thể đâm kim vào cái chân ở phía sau ha Đâm kim vào đó móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì mình vừa nối được hai cái phần chân ha, khoảng cách của hai chân nó sẽ cách nhau là hai mũi móc xích chính giữa nè. Mình sẽ móc lên cái phần thân ha. Ban đầu nếu mà nối các bạn đâm kim vào chân của mũi dời kết thúc thì mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp để móc. Còn lúc này mình đâm kim vào cái chân ở phía sau thì bây giờ các bạn móc cho mình vào cái chân của mũi dời kết thúc, móc vào đó một mũi móc đơn trước. Để không bị làm mũi thì có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của mũi đơn đầu tiên đó. Mình được mũi đơn đầu tiên cho cái vòng này ha. Ở cái phần chân thì mình sẽ có 10 mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc liên tiếp vào các chân móc đó, mỗi chân là một mũi ha. Móc đơn thứ ba nè. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ 8 mũi móc đơn thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10. Khi đã có được 10 mũi móc đơn vào 10 chân của cái phần chân đầu tiên rồi nè, thì tiếp tục sẽ là hai cái chân của cái mũi móc xích mà mình nối á. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên nè. Và mũi thứ hai. Khi móc được hai mũi móc đơn vào hai chân của dây móc xích này rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến các chân của phần chân còn lại. Mình có 10 chân móc thì móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Lúc này mình cũng móc vào cái chân đầu tiên rồi thì bây giờ đâm kim vào cái chân của mũi mà mình kết thúc, tức là chân của mũi dời á. ta được mũi móc đơn đầu tiên cho phần chân thứ hai này. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Móc đơn thứ 8. Móc đơn thứ 9. Móc đơn thứ 10. Hoàn tất được 10 mũi móc đơn vào 10 chân của cái phần chân còn lại rồi. Lúc này mình sẽ di chuyển kim đến chân của hai mũi móc xích và các bạn cũng móc mỗi chân làm một mũi móc đơn ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần thân đi lên. Đến cái điểm kết thúc nè, là cái chân mà mình đánh dấu ở đây, tháo kim đánh dấu ra và móc vào đó một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha, và móc lên một mũi móc xích nè. Hàng móc đầu tiên của phần thân mà mình vừa hoàn tất nó sẽ tạo ra tổng cộng là 24 mũi móc đơn cho vòng móc này. 24 mũi này các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi cho mình cho cái phần thân của mình nó có độ to ra tạo cái phần bụng ha. Các bạn sẽ móc cho mình cụm móc như sau. Mình sẽ móc 3 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi đầu tiên nè. Dùng kim đánh dấu vào chân mũi móc đơn đầu tiên ha để mình có thể phân biệt. Sau đó tiếp tục chân thứ hai, móc một mũi móc đơn và chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn. Sau khi đã có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 3 móc đơn mỗi chân và 2 móc đơn cùng chân. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Sau đó sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm móc cuối cùng của mình sẽ là cụm thứ sáu ha, mình tăng lên được 6 mũi cho cái vòng móc này tiếp tục kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên là cái mũi mình đánh dấu á móc vào đó một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích hàng kế tiếp thì tiếp tục tăng mũi cho cái phần bụng của mình nó to ra hơn ha thì tương tự như phần đầu tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì ở hàng này mình có 3 mũi mỗi chân các bạn tiếp tục móc cho mình hàng kế tiếp là bốn mũi móc đơn mỗi chân mũi đầu tiên mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Khi được bốn mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Bốn mũi móc đơn mỗi chân và hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, mình cũng có tổng cộng là 6 cụm như thế này ha. Sau khi hoàn tất cụm cho đến cuối vòng rồi nè, thì tiếp tục mình sẽ móc các cái hàng móc đều không tăng mũi ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Hàng móc tăng mũi của phần thân mình đã móc 3 hàng móc rồi thì bây giờ các bạn móc cho mình ba hàng móc đều và không tăng mũi ha. sau khi đã lên được ba hàng móc đều không tăng mũi bằng với ba hàng móc tăng mũi ở phía dưới rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần thân của mình nó nhỏ lại nè trước khi đi vào giảm mũi thì các bạn sẽ viên cho mình một hàng viền để mình tạo cái phần thắt lưng ha sử dụng cho mình màu đen nè đưa sợi len vào bên trong của phần thân mình đang móc ở đây mình có ba hàng móc móc đều nè các bạn sẽ móc cho mình ở cái hàng móc chính giữa tức là giữa hàng móc thứ hai và thứ ba nè đâm kim vào cái chân móc bất kỳ sau đó mình kéo sợi len màu đen qua chân móc các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào các cái chân móc liên tiếp mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời ha như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái hàng dây thắt lưng như thế này móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng Chân móc đầu tiên mà mình đâm kim cũng là chân cuối cùng mình đâm kim vào đó ha. Móc vào đó tiếp tục một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Cắt một đoạn vừa phải thôi ha. Sau đó đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc và kéo sợi len ra phía sau. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ có được một cái phần dây thắt lưng như thế này. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giảm mũi cho phần thân ha để giảm mũi cho phần thân thì tương tự giống như cái phần đầu á, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng của phần thân. thì hàng tăng mũi cuối cùng của phần thân của mình nè, ở đây mình sẽ có là bốn mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai chân chậm mũi ha. thì tương tự giống như phần đầu, đưa bốn mũi móc đơn mỗi chân xuống phía dưới. các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi móc đơn mỗi chân trước, mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, và mũi thứ tư khi có được bốn mũi móc đơn mỗi chân thì hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành chậm mũi ha cách chậm tương tự giống như cái phần đầu á đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba đường trên kim ta sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là sáu cụm móc như thế này ha giảm đi được sáu mũi nè tiếp tục kết thúc vòng móc lên một xích. Ta có được cái hàng giảm mũi đầu tiên ha. Khác với cái phần giảm mũi ở đầu nè, mình móc liên tiếp các cái hàng móc giảm mũi cho nó bo lại. Còn đối với cái phần thân thì các bạn sẽ chèn cho mình thêm một hàng móc đều. Tức là mình vừa có cái hàng giảm mũi rồi thì hàng kế tiếp móc đều và không giảm mũi. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha Sau khi móc đến cuối vòng rồi tiếp tục kết thúc vòng nè Móc lên một mũi móc xích khi hoàn tất được một cái hàng móc đều không giảm mũi rồi thì xen kẽ sẽ là một hàng móc giảm mũi. Thì hàng móc giảm mũi tương tự giống như cái phần đầu, mình cũng giảm cái số mũi móc đơn mỗi chân xuống một mũi ha. Ở đây mình có 4 mũi thì bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình còn 3 mũi móc đơn mỗi chân mũi thứ hai nè và mũi thứ ba sau đó sẽ là hai chân chụm mũi ha thì hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ xen kẽ thêm một hàng móc đều không giảm mũi và hàng kế tiếp sẽ tiếp tục giảm mũi ha cứ chèn một hàng giảm và một hàng đều một hàng giảm và một hàng đều cho đến khi mình đạt được cái hàng cuối cùng của mình là 18 mũi móc đơn Sau khi đã móc xen kẽ được thêm nhiều hàng móc giảm mũi nè, thì cái hàng cuối cùng của mình sẽ là 18 mũi móc đơn vào mỗi chân. Nó sẽ sát với cái hàng mà mình móc cụm ha. Lúc này vòng tròn nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại, các bạn nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho phần thân của mình nó được cứng cáp. Sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ sử dụng đoạn len này mình khâu cái phần thân này và phần đầu ha. Xỏ cho mình sợi len vào trong kim khâu. Hàng cuối cùng của phần thân mình có 18 mũi móc đơn 18 mũi này các bạn sẽ khâu với cái hàng móc thứ ba của cái phần đầu ha Hàng đầu tiên nè, hàng thứ hai và hàng thứ ba Thì đối với phần đầu các bạn sẽ đâm kim vào các cái chân móc nằm ngang của cái vòng thứ ba đó Và mình sẽ nối với cái phần thân ha Phần đầu thì đâm kim vào các chân móc nằm ngang Còn phần thân phía dưới thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc liên tiếp ha đây là chân móc tương ứng nè. Thì đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc đó. Thì cách khâu cũng rất là đơn giản ha. Cứ phần đầu thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc nằm ngang như thế này. Đây sẽ lần lượt đâm kim nè, từ chân móc mà mình vừa đâm kim lên, đâm qua chân móc kế bên, sau đó tiếp tục ha. Còn cái phần thân phía dưới thì cứ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc liên tiếp. Phần đầu nè, thì đâm kim vào chân móc nằm ngang. Phần thân thì đâm từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp Sau đó khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng ha Khi khâu được một đoạn thì nhớ guốc cho mình cái sợi len để cái mũi khâu của mình nó sát lại ha Sau khi hoàn tất được cái phần thân khâu vào trong cái phần đầu rồi mình sẽ được cái form như thế này Bây giờ mình sẽ móc phần tay Các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó phần tay nó sẽ nhỏ hơn cái phần chân một mũi móc cho mình vào vòng tròn này chín mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám và móc đơn thứ chín khi có được chín mũi móc đơn rồi ít hơn so với cái phần chân một mũi, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Sau đó nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nó nhỏ lại luôn nè. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với chín mũi móc đơn sẽ tạo ra chín chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai cũng tương tự như cái phần chân, móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì cái màu trắng này các bạn sẽ móc cho mình 3 vòng móc sau đó mình sẽ thay màu xanh ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được ba cái vòng móc, nó sẽ có được một cái chiều cao như thế này. Móc lên một mũi móc xích sau đó cắt lên. Mình sẽ tiến hành thay màu ha. Để thay màu thì các bạn sẽ đâm kim cho mình Đưa sợi len ra phía sau Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía sau của sợi len thừa nè Chân phía trước là chân mình móc mũi dời kết thúc Thì phía sau nó là cái chân của mũi dời ha Là cái chân mà mình guốc lại á Đâm kim vào đó, sau đó mình kéo sợi len qua chân móc Móc lên một mũi móc xích Và lần lượt đâm kim vào chính chân móc, mỗi chân móc một mũi móc đơn Thì số mũi móc nó cũng bằng với các cái hàng móc bên dưới ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa để tạo cho cái phần tay nó có cái độ dài ha sau khi hoàn tất được 5 cái hàng móc màu xanh thì phần tay của mình sẽ có tổng cộng là 8 hàng móc khi xong các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài và nhồi gòn vào bên trong cho phần tay của mình nó được cứng cáp sau đó mình sẽ khâu phần tay vào trong thân ha các bạn xỏ cho mình sợi len vào trong kim khâu nè để khâu được cái phần tay thì nhồi gòn cho mình ở bên dưới thôi Còn bên trên các bạn sẽ gặp lại cho mình theo cái hướng này Sau đó mình sẽ đưa vào chính giữa của đầu với phần thân Và phần đầu các bạn cũng đâm kim cho mình vào các cái đường móc nằm ngang giống như mình khâu cái phần thân ha Cũng vào cái mép chính giữa của cái hàng màu xanh với hàng màu trắng nè Phần thân thì đâm kim vào các đường móc nằm ngang Còn cái phần tay thì mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào hai chân móc song song với nhau Theo cái chiều này ha và hai chân song song với nhau nè sau đó tiếp tục ha đâm kim vào đường nằm ngang của phần đầu và đâm từ dưới lên trên vào hai cái chân móc song song nằm ngang của cái phần tay ha và mình sẽ khâu tương tự cho đến hết khâu hoàn tất rồi mình sẽ khâu tương tự cho phần tay còn lại ta sẽ hoàn tất được hai tay như thế này bây giờ mình sẽ móc tay và mũi ha phần tai và mũi các bạn sẽ móc cho mình hai vòng móc với công thức tương tự giống như cách mà mình móc cái phần đầu hai cái vòng móc này nè mình có để công thức trên màn hình ha khi hoàn tất cho mình được hai vòng như thế này rồi nó đã có đủ cái độ rộng để mình có thể tạo ra cái phần tai và phần mũi thì hàng kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn ha móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ kết thúc vòng ha. Và cắt một đoạn len vừa đủ dài, mình sẽ có được 3 vòng móc cho cái phần mũi nè. Đây sẽ là công thức của phần mũi ha. Còn đối với phần tai thì nó sẽ nhiều hơn so với phần mũi một hàng móc. Hàng kế tiếp của phần tai thì các bạn cũng móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn. Để mình tạo được cái độ sâu cho phần tai ha. Móc thêm cho mình một hàng móc nè, mỗi chân một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. thì như vậy là phần tay của mình sẽ có tổng cộng là 4 hàng móc khi kết thúc cũng cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu cái phần tay này vào trong cái phần đầu ha ta sẽ xỏ sợi len vào trong kim khâu các bạn sẽ gặp cho mình cái phần tay theo cái mép này để cong lại ha thì phần tay của mình sẽ khâu ở cái bên trên cái hàng móc mà mình móc đều không tăng mũi ở phần đầu á từ cái phần đỉnh đầu tính cho mình ba hàng móc từ trên xuống dưới mình sẽ khâu ở hàng móc thứ tư đối với phần đầu thì cũng tương tự ha đâm kim vào hai cái, cái chân móc nằm ngang còn phần tay thì mình sẽ đâm kim từ sau ra trước vào hai chân móc tương đương với nhau để cho cái phần tay của mình nó được cúp hơn á thì thay vì các bạn khâu cho mình các cái mũi móc nằm thẳng thì mình sẽ khâu chéo ha. Từ chân móc này thẳng xuống thì mình sẽ khâu chéo qua cái chân móc kế bên. Tùy vào độ sâu của phần tay mà các bạn có thể chéo cho mình thêm nhiều cái chân móc nữa ha. Thì hàng khâu kế tiếp các bạn có thể khâu cho mình lệch thêm một chân móc nữa, hoặc mình cũng có thể khâu chân móc nằm thẳng cũng được. Các chân móc ở phần đầu thì cứ đâm kim vào chân nằm ngang. Còn cái phần tay thì đâm từ sau ra trước vào hai chân móc ha. Khâu cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng. Còn khoảng tầm 1 cho đến 2 đường khâu thì mình sẽ khâu ra cái vị trí thẳng với cái mũi ban đầu mà mình khâu nè. Thì cũng đâm cho mình ha, vào đường nằm ngang nè, thẳng với cái vị trí ban đầu mà mình khâu á sau đó tiếp tục mũi cuối cùng cũng vậy nè cũng đâm kim vào cái chân móc thẳng với cái đường mà mình bắt đầu khâu sau đó giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ tạo ra được cái độ cong cho cái phần tay của mình ha các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho cái phần tay còn lại Đối với phần mũi thì tương tự ha, các bạn sẽ khâu cho mình một đường vòng tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ móc phần mũ. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo lên qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 8 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ 8. Sau khi có được 8 mũi móc đơn rồi, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Nhớ quút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Vòng đầu hoàn tất được 8 mũi móc đơn tạo ra 8 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai, mỗi chân móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn nè. Sau đó làm tương tự cho 7 chân còn lại ha Mỗi chân cứ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc đơn cho vòng móc thứ hai. Tiếp tục kết thúc vòng. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Công thức thì cũng tương tự giống như cái phần đầu nhưng mà mỗi vòng móc mình sẽ tăng lên 8 mũi, khác với vòng đầu mình sẽ tăng là 6 mũi ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn và chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cụm thứ hai nè. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc. Móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 8 cụm như thế này, giúp cho cái phần nón của mình nó sẽ có cái độ bằng hơn ha. Tiếp tục kết thúc vòng móc thứ ba. Móc lên một mũi móc xích. Ba cái vòng móc này nó sẽ tạo ra độ rộng cho cái phần đỉnh nón ha. Khi hoàn tất được độ rộng của phần nón rồi thì thì cái vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Và ở cái vòng móc thứ tư của phần nón, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên dưới theo cái hướng mà mình đang móc nè. Thì chân đầu tiên ha, cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường nằm bên dưới. Hoàn tất được đến cuối vòng tạo cái độ cup cho cái phần nón rồi nè, kết thúc vòng. vòng móc kế tiếp thì mình sẽ giảm mũi để tạo cái độ cong lại cho cái phần nón ha thì giống như cái phần giảm mũi ở cái phần đầu này nè thì mình cũng dựa vào cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình cái hàng giảm mũi thôi tương tự ha ở đây mình có một móc đơn và hai móc đơn cùng chân thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên sau đó hai chân kế tiếp chụm lại thành một mũi ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba đường trên kim ta sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cho đến cuối vòng mình sẽ có 8 cụm móc cụm thứ hai nè một móc đơn sau đó là hai chân chụm mũi sau khi hoàn tất được đến cuối vòng ta sẽ có được 8 cụm như thế này kết thúc vòng mình giảm được 8 mũi ha, móc lên một mũi móc xích sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài. Để lát nữa mình sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong phần đầu ha. Ta sẽ có được form mũ như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái vành cho cái phần mũ của mình ha. Vành thì mình sẽ sử dụng màu đen. Các bạn đưa cho mình cái sợi len màu đen ra phía sau. Chọn cho mình một chân móc bất kỳ của cái hàng móc cuối cùng này ha. Phần vành thì mình sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài. Đây, các cái đường móc nằm bên ngoài nè. Chọn một đường móc bất kỳ ha. Sau đó kéo sợi len vào chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim lần lượt vào các cái chân móc liên tiếp, mỗi chân mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và đều đâm kim vào đường nằm bên ngoài ha. Khi móc nhớ dấu sợi len thừa để ta cắt len không phải dấu len nhiều. Phần màu đen này các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình đạt được gần một nửa hoặc là một nửa so với cái vòng tròn của nó. Khi đạt được kích thước rồi thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó ta đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi giờ kết thúc sau đó kéo sợi len vào bên trong và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ta sẽ có được một cái nón như thế này ha đây với cái phần vành như thế này bây giờ mình sẽ khâu cái phần nón này vào bên trong cái phần đầu mình sẽ sử dụng sợi len thừa mà mình cắt ban đầu của cái phần màu xanh á xỏ cho mình sợi len thừa nó vào trong kim khâu Phần vành màu đen nó sẽ nằm ở hai bên tai ha, phía trước của hai bên tai nè. Còn phần màu xanh nó sẽ nằm ở phía sau. Mình sẽ khâu ở hàng móc thứ ba của phần đầu. Và cũng khâu tương tự giống như phần thân khâu vào ha. Phần thân thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm ngang. Còn cái phần nón thì đâm kim từ ngoài vào trong chân móc. Khi các bạn đã khâu cho mình đến cái phần màu đen nè. Thì cái phần màu đen này các bạn sẽ khâu cho mình vào cái hàng móc ở chính giữa, tức là cái hàng móc mà mình móc cái mũi màu đen đó. Phần đầu thì mình cũng đâm kim vào hai chân móc nằm ngang ha. Còn cái phần đỉnh nón bên trên thì đâm kim lên trên nè. Sau đó đâm kim xuống dưới vào chân móc kế tiếp. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết cái phần thân nón này Khi khâu đến gần hết thì mình nhớ nhồi gòn vào bên trong ha Cho cái phần nón của mình nó có độ cứng kép hơn Bây giờ mình sẽ trang trí mũi Giấu sợi len và đâm kim vào cái vòng tròn đầu tiên của phần mũi nè Sau đó chọn cái chân móc nằm thẳng bên trên Các bạn sẽ khâu liên tiếp cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 đường móc cho cái phần mũi nó dày lên nè Đâm kim từ trên xuống dưới vào hai chân móc thẳng ha Khi phần mũi nó đã có cái độ dày rồi mình tiếp tục đâm kim xuống phía dưới cũng vào cái chân móc thẳng với cái chân mà mình đâm kim ban đầu. Sau đó đâm kim ngang qua khoảng tầm 1 cho đến 2 chân móc để tạo cái độ rộng cho phần miệng. Đâm kim ngược lại nè. Dấu sợi len thừa ha. Ta sẽ có được phần mũi như thế này, Hoàn tất mũi rồi tiếp tục sử dụng cho mình các cái hạt ngọc mình sẽ đính hai mắt ở hai bên của phần mũi. Ta sẽ hoàn tất được một chú gấu xinh xắn như thế này ha. Phần thân nón ở bên trên các bạn có thể sử dụng cho mình một cái lớp nỉ nè. Ở đây mình sử dụng tấm nỉ như thế này. Sử dụng cho mình màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ thì cắt cho mình một đoạn vừa đủ. Sau đó chích keo. Các bạn sẽ đính cho mình một đầu ở phía trên của tai ha vào cái hàng móc sát với lại cái viên màu đen nè sau đó mình sẽ quấn một vòng quanh cái phần nón và chích keo vào một phần còn lại để cố định lại được cái đường màu đỏ Về phần ngôi sao thì cắt cho mình một cái ngôi sao nhỏ như thế này sử dụng màu vàng ha Sau đó tiếp tục chích keo và các bạn đính cho mình cái phần ngôi sao vào phía trước của phần thân nón Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một chú gấu với bộ trang phục công an xinh xắn như thế này ở phân má thì các bạn cũng có thể đánh cho mình hai má hồng ở hai bên cho chú gấu của mình thêm xinh xắn hơn. Sử dụng thêm một cái khoen móc khóa gắn cho mình ở trên đỉnh của nón ha, để mình làm móc khóa. Mẫu này các bạn có thể tăng size để mình làm gấu bông cũng được hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.